Ngày 2 tháng 8, Việt Nam tiếp nhận gần 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine hiện có của cả nước lên hơn 17 triệu liều. Đại diện UNICEF cho biết, lô vaccine AstraZeneca gồm 1 triệu 180 ngàn liều đã tới sân bay nội bài. Với lô vaccine mới nhận, Việt Nam có hơn 17 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó COVAX hỗ trợ hơn 8,6 triệu liều. 5 triệu 100 liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 3 triệu 681.200 liều AstraZeneca. Cơ chế COVAX do WHO, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và Liên minh vaccine và Gavi đồng khởi xướng. UNICEF là đối tác thực hiện chính. Đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 6,7 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó gần 660.000 người được tiêm đủ 2 mũi.